Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với trò chơi King of Crab. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm cái video tiếp theo hay hơn. Ok các bạn, hiện tại là mình đang có 112 ngọc trai nha các bạn. Đó, và bây giờ thì mình sẽ vào trong cái cửa hàng và mình sẽ chơi cái máy kẹp mà để xem nó ra cái gì ha. Nào. Đầu tiên là mở được hai cái kẹp hoàng đế này. Mở kẹp hoàng đế luôn, biết đâu ra siêu phẩm thì sao. Thêm mạng. Ok. Su. Nam châm. Có ra cua vậy? Trời ơi, kẹp hoàng đế gì mà ghẻ vậy. Nào, kẹp tiếp một phát nữa nào. Cho tôi một siêu phẩm đi nào, please. Trời ơi. Mũ à? Không cần cái mũ lắm các bạn ạ. Lại nam châm, lại su. Trời ơi. Cua tà thuật à? Hình như đây là skin đúng không? Cua cực hiếm mà. Ê, hình như là đây là một con cua hay sao đấy các bạn. Để mình test thử xem nào. Ôi các bạn ơi, cái con đấy nó là cái con cua thôi sao ấy, có skin không nhỉ? Hay là nó là, để xem nào. Cái skin đây là skin gì ta? À đấy, trời ơi. Có trang phục tà thuật cực hiếm thế này. Tưởng như nào, với cả mình sẽ đổi cái mũ mới luôn ha. Cái mũ mực ống đúng không? Đó, cực hiếm. Cộng thêm XP. Cua khổng lồ Tasmania này. Rồi để mình chơi thử xem thế nào nào. Yo, chơi chế độ vua nha các bạn. Bởi vì là mình thấy là đa phần mọi người đều chơi chế độ vua. Hình như đang có một cái star pass hình samurai sao ấy. Thấy có samurai đen, samurai đỏ, samurai vàng này. Áo thôi đấy. Rồi, go. Đầu tiên là chúng ta vẫn là một con cua ghẻ thôi. Từ từ, lâu quá không chơi các bạn ơi. Lâu quá không chơi cho nên là cái trình độ nó tất nhiên là xuống rồi. Như nào. Con này nhỏ xíu mà mày đòi solo với anh à. Lava. Chắc là đi qua đây lấy cái món đồ đây, là thằng nào lấy được cái đồ đây trước, chắc là làm chủ mày đi. Con đầu tiên đã bị anh hạ gục. Cái gì đấy? Cái máy khò đúng không? Đúng không? Hay cái chai? Cái chai. Đập một phát chí mạng luôn các bạn ạ. Mình không hiểu sao nhá, nhưng cái này mình chơi trên Steam ấy, nó khá là lắc các bạn nhá. Đấy, chơi trên Steam nó khá là lắc. Chuột phải để sử dụng kỹ năng đặc biệt đúng không? Ôi. Mày như nào? Có ui, bí tịch à? Thì gọi là món bí tịch ấy, mình thấy bây giờ game gì nó cũng kiểu đi theo cái hướng của Trung Quốc ấy các bạn. Hình như làm ra để cho bọn Trung Quốc nó chơi hay sao ấy. Thấy game gì cũng có tí gọi là Trung Quốc vào. Bây giờ mình hơi bị khỏe nha, cầm kiếm này. Kiếm này là kiếm gì đấy? Cua ngoài hành tinh đã sinh sản này. Ai à, từ từ nha, mình thấy có một con cua khá là núp vào đây. Sao? Đánh con cá mập luôn, à nhầm con cá sấu chứ. Chặt cho gọi là nhấc cốp luôn. Cái gì đấy? Ui, có cả gậy tennis này. À, gậy bóng bàn chứ. Không biết là gậy bóng bàn này chúng ta có thể sử dụng để gọi là triệu hồi bữa ăn 800k hay không? Ok, sao lại đánh bóng bàn. Nhìn có vẻ yếu nhờ. Nhìn có vẻ gậy bóng bàn hơi yếu nhờ. Sao? Ui da, cày thế nhờ. Chơi lại. Yo, lần thứ hai này, kích thước của mình đã lên được 27% rồi. Mục đích của mình là top 1 các bạn ạ. Chơi game là phải có mục đích top 1 chứ đúng không? Để xem nào. Cái hòm này sẽ có cái gì nào? Cái hòm này có gì? Ủa? Cái gì đấy? Cái gậy pizza à? Nhìn bé quá, không nhìn thấy là đang cầm cái gì các bạn ạ. Đó. Ui, một hit là ngủ nữa. À đây. Đây. Đúng rồi, như cái gậy pizza các bạn ạ. Trên tay mà cầm một khẩu súng với một cái gậy pizza thì vậy. Nhìn cháo da luôn đấy. Mày. Quá rồi, cái bon. 1800 cú. Ngon chưa? Sao mà mình kích thước 33% mà nhìn có nhỏ xíu vậy ta? Ui, bot, chạy. Mình lấy đâu ra cái díu này? Vua đã bị tiêu diệt luôn. Kích thước 39% rồi. Mục tiêu là lấy 100% kích thước các bạn ơi. Có một con cua huỳnh đế ở đây. Cua huỳnh đế để chế biến. Anh Vũ Lít đang chế biến món cua huỳnh đế. Mời tất cả người xem của kênh Vũ Lít tới để thưởng thức món cua huỳnh đế xào lăn đến từ vị trí của Vũ Lít. Ê à, thằng này nhìn hồi báo cao trồn đấy. Nhìn con này cua tuyết đúng không? Cua tuyết này. Khỏe chưa? Trời, một con cua đánh bại được một con cá sấu. Thật là áo ma cá. Ê, cắn. Đã thấy cua đánh bại cá sấu chưa? Hơi bị nhờn với Vũ Lít rồi đấy. Có một thanh niên tên là Thắng kìa. Ui cây dìu.
Cây dìu, quay trở lại với cây dìu, anh Vũ đấu sĩ. Con cua này như con cua Cà Mau này, khá là giống một con cua Cà Mau, hay người ta gọi là cua bùn nhé các bạn. Mút grab. Con cua này con cua luộc, nhìn nó đỏ thế vậy cơ mà. Ê, con này, ây à, đánh mấy con này là cua dừa. Đấy, đập nó ra một đống dừa này. Đúng là cua dừa có khác, đập cái là ra một đống dừa luôn. Hello anh cua dừa, chào, welcome to the hell. Như nào, thằng nhóc. Ây à, đánh mình xong nó chạy kìa. Thắng ơi, thắng. Lỡ đâm đầu rồi chạy không được các bạn ạ. Rồi, lần thứ 3. Mình nghĩ mình sẽ gọi là tồn tại khá là lâu đấy. Con cua xanh nhỉ, cua ngọc bích à. Con cua này mình nghĩ là người ta sẽ gọi là con cua ngọc bích, bởi vì là thường người ta sẽ kiếm những cái tên nó cực kỳ là mỹ miều đấy các bạn. Ăn được cái bi tịch này, cầm cái que này đập cho thị. Nhấc cốp. 68% rồi các bạn ạ. Giờ ăn mấy con nhỏ nhỏ ấy, nó không có tăng nhiều phần trăm lắm ấy. Cái gì đấy, đập con này nó rơi ra cái cục gì như kiểu là cục Sicola vậy. Giống mấy cục Sicola ghê ấy các bạn. Sicola thì mình ăn thôi. Ui, quá trời đồ ăn luôn. 71% rồi. Mình vừa ăn được cái gì chữa lành kìa. Mày nè, hình như mình chưa có lần nào trở thành vua cua luôn đấy các bạn. Cứu người anh em này bằng cách là mai táng cho bạn đấy luôn. Mày chạy nè. Ê, mình khá là thích cái dìu nhỡ. Vãi cả khủng long nữa. Éo thật. Mày Tính ăn ạ. Gõ nó ạ. Mục luôn. Captain này. Captain cua với chúng tôi. Mình đã hạng 18 rồi các bạn. Giờ cái thứ mà mình cần là phải đạt được 100% kích thước cơ thể. Ui, con cá sấu. Bật ulti lên múc con cá sấu luôn. Cháy, cá sấu nướng, như nào, con cua này, như nào, 78% rồi các bạn. Ôi, một khẩu sáu nòng. Ý à, mày chạy, ôi kìa, sao đứng im vậy? Mày này, phát nữa, nhơn, nó né được kìa, nhơn, ơ, biết đâu ấy nhở, bánh cua, cày tí. Trở lại nào anh em cây khế ơi, 79%. Ui con này to thế. Từ mày này, đấm một phát gãy người luôn. Nhấc cái con đấy, mình tính chờ cái ulti mà chưa kịp các bạn ạ. Rất là buồn. 81% rồi, cố lên. Ôi chết rồi, ấn nhầm rồi. Bí kíp. Một cái đầu nớt nữa. Một cậu Ace. Đấy rồi, to rồi đấy. Nào muốn chơi không? Call me baby. Cân 2 à? Tính cân 2 gì? Chạy à? Đường nào cho bạn chạy? 83% kích thước. Ăn để hồi máu. Mình thích đánh mấy con to này cơ. Đây à. Đấy, đánh mấy con to này rất là nhiều đồ để ăn nha. Đánh cá sấu. Tầm này mấy con cá sấu nhìn nó bé vậy. Ủa mà sao giờ mình nhìn mình 85% kích thước cơ thể mà nhìn vẫn bé nhỉ? Mặc dù là mình cũng là một con cua thuộc dạng to ấy chứ. Rồi gặp con cua dừa. Cua dừa nướng ấy. Lại thằng này nó quay lại, nó me, nó trả thù mình á. Trả thù đi. Cho là mình bị hai thằng nó đuổi ạ, chạy không nổi các bạn ạ. Rồi, trở lại thêm một lần nữa. Lần này lần thứ 5 mà. Tao trả thù. Cầm mấy gậy gõ nó. Trả thù. Ok anh em ơi, 89% rồi. Mục tiêu bây giờ là 100%. Thằng nào đây? Nướng nó. Chạy nè, 100%, quá đã luôn. Bắt đầu biết kết hợp gì. Ui, con nào đó, nó bắn AK hay bắn khẩu gì ấy các bạn. Bắn một khẩu liên thanh gì đó. Khá là khỏe. Ở đây rắp mấy con cua dừa cũng được các bạn. Mấy con cua dừa này cũng ngon đấy. Thịt mấy con cua này cũng không được nhiều á. Bọn này nó xuất hiện liên tục ở đây vậy. Ê, ừ, hồi máu. May quá, ăn được con kia được hồi máu. Như nào, 92 rồi các bạn. Nướng ngay, nướng bé này lên cái. Nướng lên và ăn. Nhờn. Ờ bắt đầu thấy to đấy. Mấy cái thằng kia giờ nhìn chúng nó nhỏ xíu á. 93 rồi các bạn. Ui dồi. Đấm một cái em cua này văng tít ra đây luôn. Chạy nhanh chỗ nào nhỉ. Đấm cái đây làm gì. Đấm anh cái này à. Ui, khẩu này khẩu sân gân à. 1 2. Nhờn. Cái gì, xúc xích đen. Gì bắn ra thì nhấc cái cốt luôn. Ủa, khỏe dã man. Ê,
bậy nha. Ui tàn sát dã man luôn. À cái xúc xích này xài được hả? Cầm cái xúc xích này đập chúng nó. Ăn xúc xích không em? Ăn xúc xích của Vũ Lít không? Ra đây Vũ Lít cho ăn xúc xích này à? Ai à? Ăn xúc xích của Vũ Lít không? Quá là khỏe rồi. Quá trời khỏe rồi các bạn. 95% rồi, ăn xúc xích đi. 96% rồi, cố lên. 96% rồi, nhìn vẫn nhỏ xíu. Ăn xúc xích. Cân 2 là có thật. 97 rồi. Ủa sao mình 97% mà nhìn vẫn bé. Ủa thằng này nó cầm AK à? Nhìn có vẻ nguy hiểm. Hướng dẫn các bạn cách để chiến đấu những người cầm vũ khí. Bẻ gãy luôn. Nhìn. Lên hạng 8 rồi các bạn. Cố trở thành vua cua đi. Cố trở thành vua cua nào. Như nào. Tiếp tục. Tiếp tục. Đấy, cứ me me đánh cái này thôi các bạn. 97 rồi. Ui cái thanh niên top 1 tới tận 300.000 điểm thì bao giờ mới được nhiều đó điểm đây, trừ khi người ta thoát à. Vũ khí gì đây? Ô một cái búa. Ăn búa đi. Ui thấy lâu lên lắm các bạn ơi, 92.000 điểm. Ui ấn nhầm nút. Làm gì đấy? 98 rồi các bạn. Thôi mình sẽ đặt mục tiêu là đạt được 100 điểm trước đã. Súng à? Ây à. Đập nó. Ờ kìa sao mình bị cái gì đây? Oh my god. Quá buồn. Rồi đây là lần cuối đấy các bạn. Thằng kia chỉ kiểu là vua cua đấy. Cố lên 100 mà chạy. Ui súng. Tao có súng nha. Đốt nó cái. Bắn cho tan người các bạn ạ. Ôi rất nhiều thịt, rất nhiều cá này. Thịt cua tôm cá. Bắn thằng này đi. Bắn nó. Mấy khủng long nó dã mình á. À này. Ha à này, tí thì ngủ. Bắn thằng này. 1, 2. Đột đó. Hết đạn thế này. Mega big. Đấm hết. Cần hết. Ơi nó có súng, chạy. Ơi 9, ủa sao mình còn 92% vậy. Trời ơi thua luôn, quá là buồn. Ơi như là mình có máy gắp hay sao này. Cố lên, không biết là có lên được cái máy gắp hay không. Nhìn có vẻ khó quá nhở. Trời ơi không lên được cái máy gắp các bạn ạ. Rồi và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình. Nếu các bạn thấy thích đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì goodbye.